Levo. Tính lên số 3 là tùy theo vào cái đầu dò của mình nhé. Đầu dò của mình tín hiệu sau 3 giây là nó mới đóng hay sao? 3 giây là tròn cái tín hiệu không? Cái này sau 3 giây nó mới đóng hay sao? Không, không phải, cái này nó như kiểu tròn cái thiết bị, như kiểu tròn cái đầu dò á. À, đầu dò ở đây có cài mình phải lên 4. Cái này BGT. Nhưng mà cái hỏi giả sử cái này bao lối này hệ thống có hoạt động được không? Được, vẫn bình thường. Có nghĩa cái này bao lối, có nghĩa nó quá tải đấy. Cái này với cái này không quá tải của cái này, nhưng mà hệ thống vẫn được hoạt động. Đấy, giả sử hệ thống cái này bao lối hả? Hệ thống vẫn hoạt động. Đáng lẽ bao lối tôi đang hỏi, nó hỏi là vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà giả sử nó bùi hay là ra ngoài á, đáng lẽ là một cái này bỏ lối là hệ thống bị dừng luôn. Giờ của mình bình thường như vậy không có. Thì đó, cái ý đó đang hỏi công nghệ của mình giả thử á. Giả thử cái quạt húng trên cái quạt á. Nếu mà bỏ lối cái là giả thử nó không khí hay là bùi nó ra ngoài ra, thì là trong trường hợp đó là phải cả hệ thống nâng hoạt động để không cho chạy tiếp nữa. Cái này nó chỉ báo để truyền truyền biết. Thì báo thôi, nhưng mà ý là ai báo ở đây, nhưng mà đâu người nào đứng ở đây xuống mà là biết. Nhưng mà cái bên này có coi này, còn những cái mình đang có coi. Giả dụ như cái này này con lối, cái này nó tắt hệ thống này. Cái này có coi không? Coi là không, cái này không có coi. Coi rằng thằng này thôi. Cái này không có bao lối là bên ở đây này. Nhưng mà bên này á, bên này lối có coi ra hết cả không? Bên này lối là alarm, là hệ thống tắt. Cả hệ thống thôi. Ừ. Đó thì đã hỏi giả thử á. Giả thử đáng lẽ đúng ra báo lỗi một thằng giả thử, nếu mà quan trọng á là tắt cả hệ thống luôn. Rồi là mình ra mình kiểm tra lại cái bật hệ thống là bây giờ mình báo lỗi mà một cái này không chạy giả thử nửa ngày đấy, cái này hư mà mình không biết vẫn cứ để vậy. Đây nhiệt độ C, chọn kiểu C hay độ F này. Cái dây hạt của xe, cái này là mặt bình không, cái này on off này là cái gì? On off là chế độ on off với là bit đấy. Còn ngoài chế độ on off là chế độ gì? Bit những điều nhìn từ nhớ cái số gì là biết anh kết lên được không? Chọn bit là hai chế độ thôi chứ. Là chen hả? Lên đi đăng lên cái đây này. Rồi đây là sao? Cái này là nó cũng lạnh như vậy đấy. Nó cũng lạnh, cái này mình cũng định, mình cũng bận tâm những cái này. Nó cũng là HPC. HPC có. Ừ, hơn là bên U2 cũng có. Mình chỉ đồ... Đây là chỉ đồ alarm. Alarm 1, alarm 2. Đây là alarm này, alarm 1 này, số 1 đây này. Còn đây là thông số của cái đồ là đặt ở giá trị 2. Giá trị 2 giống như mình đặt của cái này này. Hai là 2 số. Không phải, hai là 2 số. Mà theo kiểu cái này như kiểu giá trị 2 là mình cần tin tổng tài liệu mình có tiêu này. Tài liệu là theo số 2 đúng không? Ừ. Alarm 1. Không phải, đây giá trị của alarm. Giá trị của alarm. Giá trị của alarm hồi này á. Bây giờ nhiệt độ môi trường là 32.7 đúng không? Bây giờ anh cho xuống này. Bắt đầu tập đầu này. Rồi. Tập đầu là nó kêu à? Vậy mình cho yêu cầu của mình như vậy nhé. Không, khi nào 10 cho tới. Nhiệt độ
không thì đi đi đậu mưa là cần thiết. Cái chỗ kia là giống sao ý là mỗi bao nhiêu nó đóng một trăm rưỡi á, do tiền đồng đấy mình mới thử vậy. Thì ba hai thì mình phải đảm thì anh lưu điện thoại đã. Rồi nha. Bây giờ là giả dụ bây giờ hiện tại là nhiệt độ bây giờ là 32 độ C đúng không? Quan quan đi đi này.